Rồi, xin chào anh em nha. Chia sẻ giao lưu anh em một cái phô chú khủng nha anh em. Cây này có cái bờ chân rất là vip nha. Bờ đế xì như vú sữa nha anh em. Đó, bờ đế chân xì như vú sữa. Đào quanh trên chút coi, trên chút coi. Cái cây này cái quanh đớ nó khủng khiếp lắm anh em ơi. Cái đớ nó khủng khiếp lắm. Có hành ngay cổ gốc đó 140 nha. 140 nha anh em. Rất là đẹp nha anh em nha. Cụ dúi bề đế rất là đẹp nha anh em, bề đế nó nổi hết lên luôn nha. Chiều cao từ mặt đất lên là 2m nha, nha anh em, còn từ mặt đớ lên á là có 1m7 thôi nha anh em nha. Cây bờ đớ chảy rất đẹp nha anh em ơi. Rồi được rồi, được rồi. Cây này phải xì cẩu nha anh em. Nành thì chắc cỡ rơi vào chắc cỡ tầm 500kg nha anh em nha. Cây đế chảy nè, cuồng đớ nè, đớ cuồng nè. Không có rỡ cọc luôn không anh em ơi, không có rỡ cọc luôn. Không bọng không lúa hết nha anh em. Không bọng không lúa hết nha. Cây một cốt đặc sệt luôn anh em ơi. Đớ rỡ chia điêu là hết. Cốt rất là nạt cái cốt anh em. Cái này nặng khoảng 5kg nha anh em, này phải ghép xi nè anh em nha. Không bọng không lúa một chút hết nha anh em. Chào mấy cái đó còn anh Tâm. Đồ nào? Chào mấy cái đó còn đây. Hả? Rồi nha, chào mấy cái đó còn đây, được kêu. Rồi, anh em nào hợp thì giao lưu nha anh em. Rồi, em kết thúc video. Chào anh em.